Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video hướng dẫn tiếp theo ngày hôm nay của mình thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật hay về Facebook. Những bạn nào mà hay dùng Messenger các bạn nhắn tin ý, thì các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhắn tin trực tiếp ở trên app Facebook luôn, không cần thông qua ứng dụng Messenger nữa. Điều này có thể giúp cho các bạn có thể giảm tải cái bộ nhớ của máy hoặc là các bạn có thể tiện hơn khi các bạn nhắn tin trực tiếp ở trên app Facebook nhé. Ok. Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể nhắn tin trực tiếp ở trên app Facebook nhé. Thì bây giờ các bạn hãy vào cho mình cái biểu tượng là giao diện Facebook chính của các bạn. Như các bạn đang nhìn đây thì ở trên phía góc tay phải trên cùng có cái biểu tượng Messenger. Bình thường các bạn nếu muốn nhắn tin hoặc là các bạn muốn chat ở trên trực tiếp ở trên app Facebook ý, các bạn hãy bấm trực tiếp vào cái biểu tượng Messenger này. Nhưng tuy nhiên khi mà bấm vào thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiển thị đưa cho các bạn đến cái app Messenger nhé. Đấy, app Messenger ở đây. Đấy, thì không phải là trực tiếp ở trên cái Facebook chính này. Đấy, mà nó đưa cho các bạn đến cái phần là app Messenger luôn. Thì tại sao nó lại hiển thị ngay trên cái app Messenger? Nó hiển thị các bạn đến cái phần Messenger luôn. Tại vì trên máy của các bạn nó vẫn còn hiển thị, nó vẫn còn ứng dụng Messenger nhé. Thì bây giờ các bạn hãy vào cho mình cái phần là ứng dụng này. Sau đó các bạn hãy xóa, gỡ cái phần cài đặt ứng dụng Messenger đi. Quản lý ứng dụng này, các bạn chọn đến cho mình cái ứng dụng là Messenger nhé. Đợi lát ứng dụng sau đó thì các bạn hãy gỡ cái cài đặt ứng dụng đó ra cho mình. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ chọn lên đây, mình sẽ chọn ứng dụng Messenger này. Đấy, Messenger các bạn chọn vào nhé. Ok, và tại đây nó sẽ có hiển thị cái phần là gỡ cài đặt, các bạn chọn cho mình gỡ cài đặt luôn, gỡ luôn nhé. Rồi, ok, bây giờ, rồi đã gỡ thành công nhé, các bạn quay trở lại này. Đó, các bạn sẽ thoát ra, quay trở lại ứng dụng Facebook cho mình nhé. Đấy, khi các bạn quay trở lại ứng dụng Facebook ấy, thì bây giờ các bạn hãy chọn cho mình vào cái biểu tượng Messenger thử cho mình nhé. Đấy, thì bây giờ nó sẽ hiển thị cho các bạn một cái giao diện như này nhé. Đây, có nhiều cách để chat thì các bạn hãy chọn cho mình là đầu tiên là nó hiển thị là tải Messenger này. Thứ hai là chat trên Facebook thì các bạn sẽ không tải Messenger nữa mà các bạn chọn cho mình là chat trên Facebook nhé. Rồi các bạn chọn cho mình là chat trên Facebook này. Đấy, các bạn hiển thị vào. Đấy thì ngay lập tức nó sẽ đưa cho các bạn đến cái giao diện chat ở trên Facebook. Cũng không khác gì so với Messenger. Và nó có cái mục là tải ứng dụng Messenger để kết nối. Các bạn sẽ chọn tắt đi đó, để không tải. Thì bây giờ các bạn có thể chọn vào các bạn chat như bình thường ở trên Messenger. Nó rất nhanh các bạn nhìn là đấy, chọn vào. Nó cũng không khác gì so với ở trên Messenger nhé. Đấy, nó cũng giao diện nó cũng không khác gì đây, các bạn nhìn này nó rất là nhanh. Và các bạn nếu mà muốn quay trở lại Facebook ấy, các bạn chỉ việc chọn cái nút quay trở lại là xong nhé. Đấy, nó sẽ đưa cho các bạn ngay đến giao diện là Facebook. Và nhu cầu các bạn muốn chat lại ở trên Messenger thì nó sẽ các bạn chọn luôn vào đây. Đấy, rất là nhanh nhé. Nhưng khi các bạn lưu ý một chút là khi các bạn sử dụng cái phương pháp này ấy, nó sẽ hạn chế một số cái tính năng ở trên Messenger nhé. Nó bởi vì nó chỉ tích hợp ở trong này, nó không riêng ở trên Messenger nên là những cái tính năng nhiều khi các bạn dùng có thể bị hạn chế nhé, các bạn lưu ý cho mình. Thông qua video hướng dẫn vừa rồi thì mình cũng vừa hướng dẫn nhanh cho các bạn cách để các bạn có thể nhắn tin trực tiếp ở trên app Facebook không cần thông qua Messenger. Các bạn thấy video hay nhớ ủng hộ mình một nút like và chia sẻ thật nhiều cho người thân bạn bè được biết nhé. Bạn nào có thắc mắc gì các bạn hãy comment phía dưới phần bình luận giúp mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình nhé.